rồi chúng tôi có mấy nhà thuê nhỏ nữa đây. Xin kính chào mọi người. Hôm nay chúng tôi từ xa tới đây để tham dự giáo lý. Chúng tôi có mang theo một số quà đấy. Thế nhưng để được quà này thì chúng tôi có một vài câu đố. Ai mà trả lời được sẽ cho hết của bạn này. Câu số 1 dành cho cả phụ huynh và các em. Biểu tượng trên sân khấu là gì? Say again. Biểu tượng ở trên sân khấu là gì? Sáu mươi em.
cảm ơn cha Noel, ông già Noel và xin chân thành cảm ơn tất cả bởi vì tham dự ngày hôm nay. Đây là chương trình của mình, nói có sách, mắt có chứng. Rồi giờ để trả lời bao nhiêu đứa, hiện tại bây giờ là mấy đứa? Đúng rồi, 7 đứa. Yêu cầu chị về đẻ nhiều nhiều chứ không có nói được. Phải sạch thêm đi, tội lắm. Dạ thưa quý vị, mình có 7 lớp hiện tại bây giờ và trên danh sách 205 em. Sau như kia ở đây gia thuật các sư các thầy sẽ có một lớp là lớp bao đồng. Đây là quảng cáo một lớp mới, nghĩa là sau khi các em thân chức, nghĩa là từ 15, 16, 17, 18 tuổi, cái tuổi này còn bơ vơ ngoài đường ấy, không có nơi nương tựa, thì ở đây chúng tôi chân thành kính mời quý phụ huynh và tất cả các em thanh thiếu niên đó đến tham dự về cái lớp này, gọi là cái lớp bao đồng, để hướng dẫn cuộc đời các em đi trên con đường thứ nhất đúng theo thánh linh Chúa, thứ hai đúng theo ý cha mẹ, và thứ ba đúng theo ý tưởng của các em. Xin kính mời phụ huynh lưu ý tinh thần các em, các em trong gia đình đến với chúng tôi, có phòng có sư có thầy sẽ hướng dẫn các em mỗi ngày cái việc vào lúc từ 10 giờ cho đến 1 giờ đi. Xin chân thành kính mời. Xin cảm ơn thầy hiệu trưởng. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ chúng tôi phải đi chỗ khác. Chúng tôi phát quà chỗ khác. Nhân dịp Giáng sinh và năm mới, gia đình của em, của dân dạng của em, thì chúng tôi xin chúc gia đình quý thầy, quý sơ, quý phụ huynh và tất cả em một mùa Giáng sinh an bình và thành công. Tại dòng nhà em rất là bận ha, phải đi rất là nhiều chỗ nên là chúng ta thông cảm. Và sau đây để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị trở lại với chương trình với bài hát Xin Ban Cho Con của lớp 3. Chúng ta một tràng pháo tay cho lớp 3.